Hello, chào tất cả các bạn nha. Bữa nay mình làm cái clip ngắn này để mình chia sẻ với các bạn về cái tình trạng cái cây cưa máy các bạn. Nó bị nghẹt nhớt á, nó không có ra nhớt. Thì mình xài cưa các bạn cũng thấy rồi, mình cũng xài qua khoảng 5-6 cây cưa rồi các bạn. Thì hiện tại trong nhà mình cũng vẫn còn 3 cây nè. Đó thì thường thường mình xài lâu lâu nó bị kẹt nhớt mà mình không biết nguyên nhân như thế nào chứ. Rồi chỉnh chút, ví dụ nghẹt sang nghẹt nhớt á, thì mình không biết cách sửa, mình đem đi thợ không à. Thì thợ thì thường thường người ta bung ra, người ta coi này kia nọ lắm chứ. Cái cách mà để ngừa cái tình trạng nhớt không có lên á thì người ta không có chỉ cho các bạn đâu. Thì chỉ thì cũng không còn cơ hội để cho người ta sửa. Thì sau khi mình mày mò từ sáng giờ nè các bạn, thì mình biết được cái nguyên nhân của nó, thì mình biết chính xác nguyên nhân mình mới làm clip chia sẻ nha. Cưa này 1,8 triệu nè, mình mới mua xài được khoảng tầm khoảng nửa tháng à, cưa được 3 cây à, thì nó bị tình trạng nghẹt nhớt đó. Thì mình có tháo ra các bạn, mình kiểm tra thì cuối cùng mình mới biết được nguyên nhân của nó là do cái nhớt. Xe Honda hay hoặc là xe ô tô cũng được, cho các bạn mua về các bạn lược lại cho mình. Bởi thường thường có cái ông anh ở gần nhà đó các bạn, mấy năm trước ổng cũng nói lược lại, nhưng mà thực tế mình cũng ý y lắm các bạn. Mình nói ủa nhớt thì mình lấy sau khi mà mình cũng có lược các bạn chứ không phải là không, mình lấy cái giải lược này nè, mình lược lại thì mình thấy là nó không có cái cặn gì trơn. Thành ra nhiều khi mình cũng ý y lắm, trong xe máy mình tháo ra là mình cứ đổ trực tiếp vô đây à, nhưng mà làm vậy thì nó không có được nha các bạn. Các bạn lược lại đây giống như là mấy cái người người ta xây bột vậy đó, bột gạo bột đồ người ta đổ bánh đó các bạn. Thường thường ta cũng phải lược lại để cho nó bớt cái độ kẹo á, rồi với lại sẵn nó có những cái bụi hay là những cái gì mà to to thì nó cũng lược lại luôn. Đó, bước thứ nhất thì các bạn lược lại nha. Rồi xong rồi, lược xong rồi các bạn á, quan trọng nhất là cái vấn đề này nè các bạn. Các bạn phải đổ xăng vô. Cái nhớt của mình nó kẹo dữ lắm luôn các bạn. Cái này là mình đổ xăng vô rồi nè nha. Cái nhớt của mình á, trong xe nó ra, trong xe Honda các bạn thay ra nó kẹo dữ lắm luôn. Thì y chang như cái nước sơn mà mình mua về để mà mình muốn sơn cho nó đều đẹp đó, thì các bạn cũng phải pha một miếng xăng vô. Đó thì cái nhớt của mình cũng y chang vậy đó. Khi mà mua về thì các bạn phải pha xăng vô. Thì cái nước sơn của mình nó mới dễ sơn, tức là cho nó loãng ra các bạn. Với lại mình quét cái cọ nó mới được láng á. Thì nhớt mình cũng làm y chang vậy luôn. Nhớt nó kẹo lắm, các bạn phải đổ một miếng xăng vô thì tỷ lệ tầm khoảng 1/20 hay 1/25 gì cũng được hết. Các bạn đổ vô cho nó lỏng lỏng ra bớt. Thì nó mới không có bám vô cái cục lọc đó các bạn. Để mình tháo cho các bạn xem cục lọc nha. Cái cưa nào cũng vậy chứ, nó cũng có cái lọc xăng với lọc nhớt chứ. Những cây cưa mà nhỏ nhỏ thường thường cái cục lọc của nó cũng nhỏ lắm, thành ra các bạn mà ý đi á thì mình sẽ nó sẽ bị nghẹt hồi nào mình không hay. Đây nè các bạn. Cái này để mình tháo cái nắp này ra luôn nha. Các bạn thấy không? Cái cục lọc nó có xíu vậy nè. Cái cưa càng nhỏ thì cục lọc nó càng nhỏ nha. Thì cái nhớt đen này nó bám đầy vô đấy chứ. Rồi mình mới lấy một chút xíu xăng đó các bạn. Mình nhiễu vô ngay chân cục lọc này nè. Nhiễu vô thì thấy nó ba cái nhớt đen nó chảy ra chưa nè. Rồi bắt đầu cái nó mới mình nổ máy thì nhớt nó ra bình thường lại. Nó còn các bạn không có biết không để ý thì mình để lâu ngày á, cái nhớt cặn nó bám vô đó, các bạn. Rồi nó nghẹt rồi nó không có lên nhớt được. Đó thì nguyên nhân của nó là chủ yếu là do vậy đó. Cái xăng thì nó hay lắm các bạn, nó có chất tẩy rửa với lại nó không có bám vô. Nè các bạn thấy không, như nhớt nãy giờ có pha xăng rồi á, thì các bạn lộn ngược lại á một tí xíu á là nhớt nó chảy hết rồi. Còn như bình thường cái nhớt mình nó kẹo á, các bạn mà lộn ngược lại á, bạn lộn ngược lại gì nè, các bạn để nè, các bạn để nguyên ngày luôn, nhớt cũng vẫn đang thui thù lùi à, nó bám trên đây nè, nhưng mà nó có một chút xíu xăng vô các bạn, nó giúp cho cái nhớt mình nó lỏng á, nó không có bám vô trong cái cục lọc được nó, thì thành ra nó nhớt nó sẽ ra đều ha, các bạn thấy không. Để chút xíu là nó trong lại nè. Nhớt quan trọng không có thua cái xăng đâu, tại vì nó không có hư liền thôi, nhưng mà trong lúc các bạn cưa á thì nó sẽ hư từ từ, tại vì cái nhớt nó không có ra thì nó sẽ làm cho mấy cái mũ cây đó các bạn, mũ cây nó dính vô lam rồi nó dính vô cái mắt sên nữa, rồi cái cưa của mình cưa nó bị nặng, cưa bị nặng thì nó sẽ bị nóng máy rồi từ từ nó hư từ từ các bạn, chứ không phải nó hư liền. Không phải như nghẹt xăng này nọ thì các bạn giật máy không nổ ha, nhưng mà còn nghẹt nhớt thì các bạn vẫn xài được, vẫn sử dụng được, nhưng mà nó hư từ từ cái cưa của mình. Thành ra cái cưa mà muốn cưa cho nó trơn tru cho nó nhẹ đó thì chỉ có mình phải làm vệ sinh nó thiệt tốt cái nhớt á, cái chỗ đổ nhớt á cũng như chỗ đổ xăng cũng vậy đó, hai cái đó các bạn phải kỹ. Tại vì trong quá trình mà mình cưa đó các bạn thì thực tế á, cái nhớt của mình làm nhiều khi mình cũng kỹ lắm, nhưng mà thực tế trong quá trình mình cưa các bạn phải đổ nhớt vô nhiều lần đó, thì các bạn thấy không, như đây là mặt cưa đồ nó dính dữ lắm, đường bụi nó dính dữ lắm luôn nè. Thì trong lúc các bạn tháo ra đặng các bạn châm nhớt hoặc là châm xăng vô á thì cái mặt cưa nó theo đó mà nó đi vô đây, thì lâu ngày nó tích tụ lại, thì lúc cái máy của bạn nó hoạt động á thì nó sẽ hút xăng hoặc hút nhớt vô, thì nó hút vô trong cái cục lọc hồi nãy đó, thì lâu ngày nó bám dính trong cái cục đó, rồi cộng thêm cái nhớt của mình nó bị kẹo nữa, nó quá kẹo đi đó các bạn, nó quá kẹo thì ra nó sẽ làm cho nó nghẹt cái cục đó ha. Thì các bạn chỉ cần vệ sinh kỹ cái cục lược đó thôi, rồi với lại cái nhớt các bạn làm giống như nãy giờ mình chia sẻ là ok nha. Rồi clip của mình đến đây cũng xin được tạm dừng nha, chào tạm biệt các bạn.